GLMM.bet. Hệ thống chẵn lẻ Momo hoàn toàn tự động xanh chín. Top thắng tuần và to. Thắng hay thua là do cách chơi của bạn. Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến mấy anh em con game là Kiếm Thánh 3D nha anh em. Con này là đồ họa chibi nha. Thì con Kiếm Thánh 3D này sẽ chính thức open server 6 nha anh em. Chính thức open server 6 vào lúc 19 giờ ngày 31 tháng 10 nha anh em. Tức là 7 giờ tối ngày mai nha. Đó, 31 tháng 10 năm 2022 nha anh em. Thì con này sẽ free cho mấy anh em là cái bộ cô đi thân thủ nha. Gồm 3 cái code cô đi nha anh em. Thì anh em sẽ nhận được những phần quà như là mắt VIP ha, liver 150 luôn. Đó, khi mà anh em nhập cô đi thì mấy anh em sẽ nhận thêm được 5 triệu kim cương nha. Đó, trang phục đặc biệt và vô số quà giá trị nha anh em. Thì mấy anh em có thể tham gia đăng nhập 7 ngày á, thì nhận thêm là 1 triệu 200 kim cương nữa nha anh em. Đó, rất là ok luôn. Thì anh em săn boss thế giới á, rớt kim cương luôn nha anh em. Đó, rất là ngon nha anh em. Hoạt động in game liên tục ha, top server luôn nha. Thì mấy anh em có thể tham gia thêm cái sự kiện là lái xe nha. Thì mấy anh em làm đầy đủ tất cả các bước á, thì mấy anh em gửi về bay, anh em sẽ nhận được một cái cuộc lái xe. Thì nó gồm là 2 triệu kim cương nha anh em. Đó, cuộc lái xe 2 triệu kim cương. Đó, rất hấp dẫn nha anh em. Anh em có thể làm nhiệm vụ này nha. Thì tính năng game á, thì thời trang thú cởi thần binh cánh ha, trợ thú phù văn hộ hộ thể kỹ năng thiên phú rồi rất nhiều những cái cho anh chơi, anh em chơi nha anh em. Đó, hệ thống trang bị đồ bùa đồ báo vật đó, cực kỳ hoàn thiện luôn. Rồi, hệ thống rui rồi ha. Đó, rất là ok luôn, anh em có thể lập rui chiến nha anh em. Thì con này là đồ quả chibi, con này là đã được diệt hóa hoàn toàn nha anh em. Đấy, rất là đẹp nha anh em. Rồi, đây là giao diện game nha anh em. Con game Kiếm Thánh 3D với cái đồ họa là chibi nha anh em. Cơ giáp ha, kết hợp ma pháp hiện đại như đồ họa rực rỡ luôn, sắc nét từng khung hình nha anh em có thể trải nghiệm tuyệt vời nha anh em. Thì game đã được vượt quá hoàn toàn luôn nha anh em. Server rất là mượt mà nha. Server lâu dài nha anh em có thể chơi nha. Thì con Kiếm Thánh 3D này sẽ chính thức open server 6 nha anh em. Chính thức open server 6 vào lúc 19 giờ ngày 31 tháng 10 nha anh em. Tức là 7 giờ tối ngày mai nha. Đó, 31 tháng 10 năm 2022 nha anh em. Rồi, phần giới thiệu con game mới, server mới của mình đây xin tạm dừng nha anh em. Thì toàn bộ link mình để trong phần mô tả nha anh em vào phần mô tả lấy link giúp mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một đăng ký kênh nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha.